sáng chuẩn bị vô lòng rồi đó. Mấy anh em anh em. Ông chú ở Bình Dương. Cô máy các bạn cầm lông trắng anh em ơi. Mà có mấy có tính con này không? 4 con nè, 1 2 3 4 nè, mấy có tính con này không? Mấy 4 con lông trắng rồi, sao nó vậy nó đẻ. Cũng đang bình kẹp bình cảm anh em ơi, nó chịu hết đói à. Chú bác này cũng ra chuyển tiền cho mình hết em, anh em chuyển tiền cho mình hết, mình nhận tiền mới gửi để có số anh em nói cũng có số anh em nó để đấy mua khu mà đặt giá cao gì đó mình không biết, mình chuyển tiền mình nhận tiền qua 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 tính có thể là mình đấy. Bye.
muống trắng, bỏ lùa nó không gà quá, bạc luôn. Dán kèo lại cho mình dán thành của mỗi anh em hết. Con này là con của khách luôn chú. Rồi sáng nay mình gửi như con rồi cho mấy em rồi nha. Xíu mình sẽ dán tên từng em hết.